Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn cách xào cua như thế nào ngon. Bây giờ thì mình cho chút xíu dầu này, hành, tỏi cao cho nó thơm. Bây giờ thơm rồi, lên vàng hương rồi, có mùi thơm lắm rồi, thì mình đổ cua vào nhé các bạn. Đây là sốt cà chua với lại ớt như các bạn. Khi nhà mình làm nhiều cà chua ớt quá thì mình sẽ làm sốt cà chua thơm ớt, và trong đây có đủ các gia vị mắm muối. Bây giờ mình cho thêm 2 muỗng nước mắm nữa vào, đảo lên, và bây giờ thì chỉ đảo khoảng độ 5 phút thôi mình đã có